Vâng, Mộc Nam Huy xin chào. Minh Cú Đào cột 10 chuyên dành cho những không gian phòng khách từ khoảng 20 cho tới 25 mét vuông. Và Minh Cú Đào là một cái mẫu mà có thể nói rằng là rất là nhiều người có thể sử dụng được, bởi vì thiết kế của nó đơn giản và nó phù hợp được cho rất là nhiều không gian. Với Minh Cú Đào thì cho tiêu chuẩn cột 10, chúng ta khi mà mua ấy và sử dụng thì nó khá là lợi so với 12. Bởi vì cái form dáng chúng ta ngồi ấy, thì nó gần bằng 12, nhưng mà cái giá nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Như bộ này thì bên em làm theo tiêu chuẩn bàn đôn hộc kéo thì nó có 39 triệu, và nếu mà tiêu chuẩn bàn thường, đôn thường thì nó chỉ có 36 triệu thôi. Nó sẽ rẻ hơn khoảng chừng là cỡ một nửa so với bộ ghế cột 12. Đó, như quý anh chị thấy rằng là một cái mức độ mà nó rẻ hơn khá là nhiều, đúng không ạ? Vâng, và trên một cái bộ bàn ghế này thì cơ sở sử dụng hoàn toàn là chất liệu gỗ gõ đỏ và cây ba chi. Mọi người có thể xem, đây là một bộ được lọc làm với tiêu chuẩn cây đẹp nhất. Rồi một lát em sẽ quay cho quý anh chị xem cả những chi tiết dưới gầm, dưới đáy cơ. Đó là những cái chi tiết mà đối với những hàng bình thường không bao giờ người ta dám quay. Nhưng mà thôi, nếu được thì sẽ quay cho quý anh chị ngay từ đầu luôn. Trên một bộ bàn ghế, cái lỗi sợ nhất của người buôn bán ấy, đó là họ sợ cái dưới gầm. Đó, bởi vì cái dưới gầm ấy là thông thường người ta sẽ dùng những cái cây gỗ nó xấu hơn, nó tệ hơn. Nói chung thì với gỗ gõ đỏ hay là gỗ khác cũng vậy thôi, bắt buộc gỗ nó phải có tì có vết thì người ta sẽ phải cho cái gầm dưới. Nhưng mà khi mà mình muốn làm một cái sản phẩm nó khác biệt và tạo ra một cái thương hiệu khác biệt ấy thì bắt buộc mình cũng sẽ phải làm những cái điều khác biệt. Thì ở đây không phải là đẹp tuyệt đối, nhưng mà cơ sở bên em làm là đẹp nhất có thể, quý anh chị nhá. Đây thì em sẽ lật lại những cái này cho quý anh chị xem. Đó, đây là dây gầm nha quý anh chị nhá, gầm đáy của một cái sản phẩm. Thì tiếp theo bên này, quay cho quý anh chị quay cả cái bàn, cái ghế và cái đôn nữa. Đó, để chúng ta thấy cái sản phẩm nó như nào nhá. Đây này, đó, dây gầm nó sạch sẽ và nó đẹp như thế này. Và cái chân nữa, những cái chân thông thường ấy thì người ta sẽ sử dụng những cái cây là những cái cây nó bị gọi là ôm tim. Đó, và khi khi chị đi mua đồ gỗ, anh chị thấy là có những cái bộ ghế, những cái chân này này, anh chị thấy là sẽ hay có tim ở giữa này, hoặc là những cái vết xé nó có thể xé ở ngang chân, người ta sẽ khéo léo đưa nó vào mặt trong. Thì quý anh chị mai mốt chúng ta có thể qua những chi tiết như này đó để chúng ta xem. Đó, còn trên tiêu chuẩn hàng mà như thế này ấy thì nó đã thuộc dạng là đẹp rồi quý anh chị nhá, đó thuộc dạng là chất lượng và đẹp rồi đấy. Và với cái bộ bàn ghế này thì khi mà so sánh ấy thì cái tiêu chuẩn này 39 triệu cho bộ ghế này ấy, thì là nó vẫn ở một cái tầm khá khá. Bởi vì nếu mà anh chị muốn mua hàng rẻ, hàng chợ ấy, thì nó anh chị có thể mua nó với mức độ giá của nó khoảng chừng 28 29 triệu, anh chị vẫn mua được rẻ hơn cả chục triệu. Nhưng mà những cái hàng như vậy thì em đảm bảo luôn, không bao giờ người ta dám lật những cái gầm cái đáy lên như thế này để cho quý anh chị xem. Đó, trừ khi là những cái sản phẩm đó là người ta đã sơn rồi và người ta đã giấu và che đi hết tất cả những cái lỗi của nó rồi thì người ta mới dám lật lên cho quý anh chị xem. Cái này em xin đảm bảo luôn. Đó, còn với trên những cái hàng mà theo tiêu chuẩn đẹp như này ấy thì nói với quý anh chị rằng không bao giờ ngại cho cái vấn đề đó là làm hàng đẹp như quý anh chị nhá. Đó, và chất lượng. Đó, không bao giờ ngại quay cho khách xem. Nhân tiện với quý anh chị ạ, thời điểm này ấy thì cũng chắc là nhiều anh chị cũng biết rồi. Ở trong nhiều ngành nghề cơ chứ không riêng gì đồ gỗ đâu, đó là đây là một cái thời điểm kinh tế nó rất là khó khăn nhá. Đó, thời này thì nó đang sàng lọc tất cả những cái đơn vị sản xuất. Đó, bây giờ ai mà làm hàng đẹp, hàng chất lượng mà giá tốt thì người đó trụ lại được. Còn bây giờ nếu mà làm ăn mà theo kiểu mà luyên thuyên bát nháo ấy, hay là làm mà nó không có cái chất lượng cũng như là không có cái mức độ cạnh tranh ấy, là những đơn vị đó sẽ rất dễ là bị loại bỏ. Bởi vì bây giờ là thương mại điện tử rồi, thời đại đó là đến 4.0 rồi, nhà sản xuất như chúng em kết hợp trực tiếp với khách tiêu dùng, không còn qua trung gian nữa. Cho nên bây giờ mà làm mà sản xuất với khách hàng mà bây giờ làm mà không có uy tín, không có chất lượng thì chỉ có vứt. Đó, hoặc là những đơn vị nào mà làm mà không thực sự sản xuất, đó cũng như là không thực sự tạo ra một cái sản phẩm đẹp và chất lượng thì cũng không thể có cái mức độ và khả năng để cạnh tranh. Đó, đó là một cái sự thực tế. Đó, bây giờ anh chị thấy không ạ?
anh chị xem có bây giờ nhá, riêng về trên mạng xã hội, em đảm bảo trên YouTube thôi, bây giờ thì nó sẽ có cả tới hàng trăm kênh, thậm chí là cả hàng ngàn kênh YouTube người ta tạo ra. Nhưng mà tại sao trong số hàng trăm hàng ngàn kênh YouTube đó chỉ có thể tồn tại lại được một số những cái kênh lớn thôi, những cái kênh thực sự có giá trị đó, và những cái sản phẩm thực sự là có chất lượng. Thì quý anh chị biết rằng là nếu như bây giờ như cách đây khoảng chừng vài năm ấy, thì cái video của Mộc Nam Huy ấy là hay bị lấy rất là nhiều đó, chuyên gia là bị lấy và bị những cái người mà người ta không có xưởng ấy, người ta lấy về, người ta cắt ghép, người ta chèn số điện thoại lên. Thì những cái kênh đó bây giờ thì biết hết rồi, mất bóng trên thị trường rồi đó, bởi vì khách hàng đã biết và đã biết cách tự trang bị cho mình kiến thức bằng cách thực tế tới tận nơi để mua đó. Một chút chia sẻ với quý anh chị về tình hình chung như vậy. Trên bộ ghế này thì cơ sở thiết kế theo những tiêu chuẩn thì từ dưới gầm là quý anh chị đã xem rồi, nó là cái khó nhất của một cái sản phẩm mà không phải đơn vị nào cũng quay được nhá. Trên bộ ghế này ấy, thì kích thước của nó cũng khá là to so với bình thường của cột 10. Với chiều dài của ghế ở đây nó là 1m9 nha quý anh chị nhá, 1m9 rồi. Chiều sâu của cái mặt ghế, đây là một cái rất là hay này. Anh chị đi mua trang bị kiến thức này nhá, mai mốt chúng ta đánh giá bộ ghế này. Sâu của nó là 53 rưỡi, và sâu của bì của ghế đây là 81. Thì với 53 rưỡi của cái mặt ấy thì chúng ta có cái độ sâu còn lại là 48, gần 48 rưỡi đó. Thì ở đây chúng ta ngồi như em là 1m63, em ngồi thoải mái, tay em tì thoải mái, tựa đầu thì em cũng tựa thoải mái luôn, tựa vào ngay đúng cái điểm gối này luôn đó, không có lệch được, rất thoải mái. Thì với cái bộ bàn ghế này có thêm cả bàn hộc kéo và đôn hộc kéo nhé. Để mà cho quý chị xem hộc kéo ấy thì em phải kéo lùi cái này lại, bởi vì hộc kéo này đóng rất là sâu đấy. Cái này thì đựng được rất là nhiều đồ quý anh chị nhá. Nếu mà chúng ta để cái ghế mà nó sát quá là kéo hộc kéo có khi là còn không hết nữa đó, rất là sâu. Hộc kéo thì như cái bộ này so với một bộ không có hộc kéo nó rẻ hơn là 3 triệu. Quý chị có thể xem cái bàn này ngay đó luôn đó, là chỉ còn có 36 triệu thôi. Chúng ta tùy ý lựa chọn là cho những cái sở thích. Nói chung là muốn tiết kiệm 3 triệu của chúng ta dùng cái bàn này. Vẫn luôn luôn tiêu chuẩn, quay cho quý chị dư gầm. Đó. Dù là đồ gỗ ở bất kỳ đâu, nói với quý chị rằng là các cái sản phẩm thì bắt buộc đều phải có cái nguồn, nguồn nơi sản xuất. Thì với xưởng em ấy, thì đây mọi người xem cái dư gầm nhá. Đấy, em đóng rất là sạch sẽ. Tất nhiên thì không bao giờ bên em dùng những cái từ theo kiểu là tuyệt đối. Theo kiểu đó là tuyệt đối không tì không vết là không có. Bên dây gầm nó vẫn có thể là vẫn có những vết tì, những cái dấu hỏng của sản phẩm đúng không ạ? Ý là tì của gỗ tự nhiên. Nhưng mà nhất định mình phải làm nó ở một cái phạm vi cho phép chấp nhận được, chứ không thể nào mà mình làm theo kiểu mà bôi ra được. Thì nếu mà bôi ra như vậy thì nó thuộc cái dòng là hàng chợ rồi, hàng thường rồi. Đó, rồi những cái khớp nối mộng mẹo này, hàng đẹp anh chị xem nhá. Khớp nối của nó rất là chuẩn. Đó, hàng chuẩn nó như vậy. Keo đinh đóng nó không có bị thừa. Đó, rồi khớp nối tất cả mọi thứ nó chỉn chu. Rồi trên hàng này thì nó cũng khác biệt so với hàng chợ ở một chỗ ấy, là những cái đôn này đều là đôn lớn, chân lớn hết, chứ không phải là những cái đôn nhỏ mà nó như tầm cỡ cái cổ tay ấy. Trên cột 10 là nhiều những bộ như cổ tay vậy. Đó, ở đây thì đôn 10 thì cơ sở vẫn sử dụng là chân 10 luôn. Đó, bàn ghế 10 thì chân đôn 10 luôn. Đó, bên này cũng vậy. Bàn này thì làm bằng với cái bàn chính luôn nhé quý anh chị nhé. Đó, dùng được chúng ta thì thoải mái luôn. Thì trên bộ này nó là tiêu chuẩn của mặt tràn. Đó, mặt tràn thì đây sẽ đo trực tiếp cho quý anh chị cái độ dày. Đó, độ dày của mặt bàn và tính cho quý anh chị luôn. Thì ở đây đo thì đo từ chẵn số nhé, chúng ta nhìn cho nó dễ hơn. Thì đó là 2/2 cưa. Đó, còn lại thì nó đạt đậu khoảng chừng là 2/2 cho tới 2/3 tùy điểm. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng theo dõi video này của Mộc Nam Huy. Giá 39 triệu thì cơ sở sơn hoàn thiện, tặng kèm kính mặt bàn, miễn phí vận chuyển trong phạm vi lên đến là 50 km. Và ngoài ra thì cơ sở sẽ áp dụng chính sách giao hàng miễn phí có thể lên đến là 200 km. Điều kiện có thể ở đây đó là trong những cái chuyến hàng nó tiện. Còn khi quý anh chị nằm ở cự ly xa thì cơ sở luôn luôn tính và ưu đãi cho quý anh chị những cái mức chi phí vận chuyển rất thấp.
quý anh chị sẽ không thể ngờ được. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.